có con xe nào giá ngang với Morning không anh? Nhiều, trong đó có con này. Ui, con gì đấy? Đứng xa một chút cho mọi người nhìn cái phần form. Ok anh. Đấy. Con này gầm cao 5 chỗ, số rộng mà hắn 2 đời 2020 luôn. Yeah. Hắn đời 2020 luôn được chưa? Mà đẹp như này mới này chạy có mấy vạn thôi. Vào đây mà xem này. Em ơi, xe đẹp này mà giá ngang Morning thì đi con này hơn chứ đi Morning làm cái gì chắc đúng không anh? Rồi. Đẹp như thế này, mới như thế này mà số rộng luôn đây này. Anh giới thiệu đi anh, giới thiệu đấy. Xem đi. Đây, này. Cửa sổ trời nữa này, nhìn chưa? To chưa? To đùng, đúng không? Cảnh luôn. Ừ. Đấy. Điều hòa auto, đề khóa thông minh nằm đây, vô lăng thì tích hợp cực kỳ là nhiều phím này, ưu tiên toàn này. Đấy, logo này là đến từ thương hiệu Anh Quốc nhá. Anh Quốc đấy. Đây. Xịn nhỉ nhỉ, sao con này đấy, option nó đây. Đẹp thật sự đấy. Luôn đấy. Bật lên cho em xem cái đồng hồ này. Ok anh. Đây. Đồng hồ đây. Nhá. Này chạy bao nhiêu vạn rồi nhỉ? Đấy, nhìn đây biết ngay. Nhá. Ồ. Con này chạy có mấy vạn thôi? 6 vạn mấy thôi, 6 vạn 2 thôi. Màn hình to rồi, cam hành trình nữa rồi. Nhìn chưa? Thấy chưa? Làm sao mà đi Morning các bác nhỉ? Mình đi hắn con này hắn là gầm cao mà xăng nhiên liệu của xe thì chỉ lấy quanh tầm khoảng là 5 lít thôi nhá. Tầm khoảng hơn 4 lít trên dưới 5 lít trên 100 km đối với con xe này thôi. Đấy. Để xe đằng sau nào. Ừ đây, nhìn chưa? Đằng sau em thấy là như kiểu không có ai ngồi ấy, ghế ra còn mới lắm. Ừ đây. Quay đi, quay cho mọi người xem. Đấy. Đẹp quá mới luôn các bạn. Quá mới luôn nhá. Sáng lắm anh ạ. Đấy, na răng đúc này. Đấy, lốp nắp gầy này. Đấy. Mép cửa này keo chỉ vẫn còn nguyên nhá. Nhá. Keo chỉ còn nguyên. Để tắp đi cái cửa này. Quá là mới, đúng không? Quá mới luôn. VG ZS cả nhà mình nhá. 2020. Số tự động. Đây. Đứng đây, quay anh làm gì? Đây. Đèn đóm này, full nét luôn. Con này của em nó bản bản ZS bản đủ nhá. Bản đủ ZS. Đấy. Nó có xe có 3 bản, bản combo này và bản nói chung bản trung, bản giữa, bản thiếu, bản đủ thì con này của em là bản ZS bản đủ các bác nhá. Đấy, đèn đóm đây, rất mới luôn. Cốp tàu giá cái Morning này còn bản đủ nữa. Ừ, đấy, thấy chưa? Đấy, đây, quay phần mép cửa cho mọi người xem này. Đấy, mép cửa xe rất là mới luôn. Chúng tôi quay phần đắp lên cái cửa cho mọi người xem này. Con này cũng lên thảm trải sàn hết rồi này. Ừ. Đồ chơi tiện nghi hiện tại tự nhiên vàng. Xe mát ở đây vẫn còn nguyên này, thấy chưa? Mới nhỉ nhỉ. Đây thật sự đấy. Đây đây. Quá mới luôn. Đây, đứng đây quay phần xem này. Có cảm nhận thấy thế nào về chiếc xe này? Các bác mình có nhận xét gì về xe thì hãy comment ở phía bên dưới các bác nhá. Đây rồi. Thấy chưa? Đấy, mới chưa? Đồ nhựa, đồ da của xe quá mới đúng không? Cửa gió của xe nhìn như kiểu của mẹt, nhìn giống như kiểu là tubin luôn đúng không? Tubin bay. Đây các bác nhìn xem này, khóa cửa này. Em mắc nguyên này. Đúng không? Thảm sàn 5D rồi này. Đấy, cái cửa gió này như kiểu là tubin của máy bay luôn. Đấy. Đu khí an toàn đây, đắp mô bằng chất liệu da nhá. Màn hình to rồi. Ừ, màn hình to, chắc màn hình to rồi. Đấy, đơn tiền của xe rất là căng. Đấy, mà giá chỉ loanh quanh tầm khoảng 400 thôi. Tầm khoảng 400 thôi là mình có được ngay chiếc này nhá. Cả nhà mình nếu mà ưng ok thì bảo em. Đây bên ngoài có xi nhan bao rẽ gương này. Đấy, đăng kiểm tháng 8 năm 2025. Không cần được quay vào làm gì, nói được rồi. Đấy, lốp lắp gầy nhá. À, đúng này, đèn đóm của xe đây các bạn nhìn này. Đèn nét này. Để nét định vị ban ngày luôn nhá. Đấy, phần đầu xe đây. Đẹp phết đúng không các bác? Đấy, logo MG nhá. Dòng này thì trên thị trường bây giờ người ta đi nhiều lắm. Rất là nhiều người đi dòng xe này luôn. Bởi vì nó rẻ, mà nó dáng nó đẹp, mà nó cũng lành xe nữa. Đấy, bác nào mà yêu thích cái mẫu xe này thì alo gọi điện cho bên em, để bên em sẽ chốt cho mình với mức giá tốt nhất, hợp lý nhất để mình vào việc. Và các bác mình mua được bao nhiêu thì các bác mình cứ trả giá các bác nhá. Cứ trả giá bình thường. Đấy, số điện thoại, địa chỉ bên em kia. Đấy, các bác mình check định vị là cầu Phú Tảo, thành phố Hải Dương, để đến với em Mr. Trâm cả nhà mình nhá. Đấy các bác mình nếu mà ưng ok thì bảo em, còn xe bên em thì cứ đảm bảo cho, cứ bao cho. Đấy, xe không lỗi lầm. Đấy, máy số keo chỉ zin, về không cần phải sửa răng gì, cứ thế đồ xăng là chạy thôi. Đấy, cho mình test thử trong khoảng 3 hôm, mang về đi thử 3 hôm, được lấy không được thì trả xe em nhá các bác. Vâng, xin chào ạ.